Xin chào tất cả các bạn. Chủ đề hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là 7 tuyệt chiêu khiến cho người ấy nhớ nhung bạn và không thể rời xa bạn. Tuyệt chiêu thứ nhất khiến cho người ấy nhớ nhung và không thể rời xa bạn đó là bạn đừng kè kè bên anh ấy. Thực sự thì khi mà các bạn yêu nhau ấy, nhất là các bạn nữ ấy, thì thường khi yêu ấy sẽ dành rất nhiều thời gian cho người mình yêu, nhất là những cái thời gian rảnh rỗi cái là sẽ dành ngay cho người mình yêu. Khi mà bạn dành thời gian cho anh ấy nhiều quá ấy, thì cho dù là anh ấy yêu bạn nhiều như thế nào và thương bạn nhiều ra sao thì anh ấy cũng không có thời gian để nhớ bạn. Bởi vì bạn luôn kè kè bên anh ấy rồi thì chắc chắn rằng anh ấy không thể nhớ bạn được. Cho dù tình yêu của bạn có lớn như thế nào thì bất kỳ khi nào bạn cũng ở bên cạnh anh ấy rồi thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ không có thời gian để nhớ bạn. Mà muốn có thời gian để nhớ bạn thì chắc chắn bạn phải không có ở đó, không có ở cạnh anh ấy thì anh ấy sẽ nhớ bạn. Như kiểu là khi mà hai người yêu nhau ấy thì bạn thường quan tâm đến anh ấy, như kiểu là ví dụ như là anh ấy ốm ấy, thường hay mua thuốc cho anh ấy hoặc là lấy nước cho anh ấy và bắt anh ấy uống thuốc. Bạn làm điều này rất là thường xuyên luôn. Bất kỳ khi nào anh ấy ốm hoặc là những cái thời tiết lạnh như này, anh ấy có thể là ho, cảm cúm, sổ mũi chẳng hạn, thì bạn thường thường hay là hay mua thuốc cho anh ấy, rồi là hay hỏi anh ấy là thường mặc áo ấm vào hay gì gì đó. Nhưng bỗng một ngày bạn không thấy bạn mua thuốc cho anh ấy nữa, không thấy bạn hỏi xem là anh ấy có lạnh không hoặc là anh ấy có mặc áo ấm vào không, thì bắt đầu anh ấy sẽ nhớ đến bạn, anh ấy sẽ nghĩ đến bạn. Anh ấy bảo nếu mà có người yêu mình ở đây thì chắc chắn cô ấy sẽ mua thuốc cho mình này, hoặc là cô ấy sẽ lấy nước rồi bắt mình uống thuốc này. Còn không có cô ấy ở đây, bây giờ mình rất là đau họng, rồi mình đau cổ, rồi là mình khó chịu, mình mệt mỏi, khi cảm cúm thì chắc chắn sẽ rất là mệt mỏi, rất là khó chịu ấy. Nếu mà có người yêu ở đây thì chắc chắn rằng mình cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thì chắc chắn rằng khi đó là anh ấy sẽ nghĩ đến bạn, nhớ bạn, và nỗi nhớ cứ dần dần nhiều thêm. Hoặc là khi ở bên cạnh bạn ấy thì bạn thường nấu các cái món ăn mà anh ấy thích ấy. Có thể là người chồng của bạn hoặc là người yêu của bạn ấy, bạn thường nấu những cái món ăn mà anh ấy thích khi không được gặp bạn. Nhìn thấy những cái món ăn đấy, họ lại nghĩ đến bạn, họ lại nhớ đến bạn. Họ lại bảo nếu mà có người yêu mình ở đây, có người vợ của mình ở đây thì chắc chắn cô ấy sẽ nấu cái món ăn này rất là ngon. Và khi mà xa bạn rồi, khi bạn không có ở cạnh anh ấy thì anh ấy mới biết được cái nỗi nhớ với bạn như thế nào, bạn quan trọng ra sao trong cuộc sống của anh ấy. Tuyệt chiêu thứ hai sẽ khiến cho người ấy nhớ bạn và không thể rời xa bạn đó chính là bạn đăng những cái khoảnh khắc vui trên mạng xã hội. Khi mà các bạn đi chơi cùng bạn bè hoặc là các bạn đi du lịch cùng gia đình hoặc gì gì đó, bạn đăng những cái khoảnh khắc rất là thú vị, hoặc là khi mà bạn đi làm ấy, thấy một cái cảnh rất là đẹp, rất là thú vị, bạn có thể chụp ảnh và đăng lên trên mạng xã hội. Khi mà các bạn đăng lên những cái khoảnh khắc rất là thú vị, rất là vui vẻ thì chắc chắn anh ấy sẽ nhìn thấy. Anh ấy là người yêu bạn mà, anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ theo dõi bạn trên mạng xã hội. Khi mà các bạn đăng lên các cái khoảnh khắc rất là vui vẻ, rất là thú vị và với những cái hình ảnh rất là đẹp thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ bắt đầu nhớ bạn, nghĩ đến bạn. Tuyệt chiêu thứ ba khiến người ấy nhớ bạn đó là bạn nên đầu tư vào bản thân. Các bạn không cần có những bạn ấy có thể đầu tư vào bản thân, như kiểu là bạn ấy phải xăm môi, xăm mày, xăm mắt, nâng ngực, nâng mũi, mà điều đó thì theo mình thực sự không phải là cần thiết. Bạn hãy làm cho mình đẹp hơn với những cái trang phục mà mình thích, những cái điều gì mà mình yêu ấy, chứ không phải là mình cứ thấy mọi người ấy cứ thường là xăm môi, xăm mắt, nâng ngực là mình cũng phải chạy theo như thế để cho nó trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn. Mà quan trọng là điều mà bạn thích. Nếu mà bạn không thích xăm môi, không thích xăm lông mày thì cho dù tất cả mọi người xăm thì cũng mặc kệ.
Bạn có thể đầu tư vào bản thân, nhưng không phải là bạn chạy theo cái thị hiếu bên ngoài của tất cả mọi người. Không phải là tất cả mọi người đều làm thế, làm đẹp như thế, mình cũng phải làm đẹp. Còn đâu nếu mà mọi người không làm đẹp thì mình thôi. Cho dù tất cả mọi người đều không làm đẹp thì mình vẫn phải làm đẹp mình. Mình sẽ đầu tư vào bản thân nhiều hơn, không phải là chỉ cái vẻ bề ngoài thôi. Có thể là bề ngoài bạn cũng không phải là đẹp lắm, cũng là bình thường thôi. Nhưng bạn lại đầu tư vào những cái kiến thức bên trong con người bạn. Khi mà một chàng trai có thể nhìn vào bạn, chắc chắn họ cũng không có nhiều thiện cảm với đâu. Bởi vì vẻ bề ngoài bạn cũng bình thường như bao cô gái khác. Nhưng khi mà tiếp xúc với bạn, họ biết về con người của bạn, thì họ lại lễ phục và yêu bạn vô cùng. Thì điều đó mới là điều thực sự cần. Có những người họ không thích đi thẩm mỹ, không phải là cứ đầu tư vào bản thân là cứ phải đi thẩm mỹ cho đẹp, nếu không là đàn ông không thích đâu. Không phải như thế. Mình hãy làm những gì mình thích. Mình đầu tư vào bản thân để cho bản thân đẹp hơn. Đầu tư cả những cái gì là vẻ bề ngoài và cả những cái kiến thức để cho mình thông minh hơn, để cho mình hiểu rộng hơn, để cho mình biết suy nghĩ đến nhiều thứ hơn và mình có thêm nhiều tri thức hơn. Mình sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Và chắc chắn rằng khi mà làm một việc gì đó mà anh ấy có khi là cần sự giúp đỡ của bạn ấy, anh ấy bắt đầu anh ấy nghĩ đến bạn. Đấy, cô ấy có thể làm được điều này. Hoặc là có một cái việc gì đó rất là khó khăn, anh ấy muốn có một người giúp đỡ, anh ấy bắt đầu nghĩ đến bạn. Nếu mà người yêu mình ở đây ấy, thì chắc chắn cô ấy sẽ đưa ra cho mình những cái lời khuyên rất là bổ ích. Và chắc chắn mình sẽ vượt qua khó khăn này. Điều thứ tư mà anh ấy nhớ bạn, đó chính là bạn hãy để cho anh ấy tự do cùng bạn bè. Hãy để cho người đàn ông của bạn, có thể họ thích đá bóng ấy, có thể để cho họ tự do xem đá bóng. Hoặc là bạn bè của anh ấy muốn tụ tập bạn bè thì có thể để cho anh ấy tự do tụ tập bạn bè, chứ không phải là khi mà yêu ấy bạn bắt anh ấy phải kè kè bên mình. Khi mà anh ấy muốn đi chơi cùng với bạn bè thì bạn lại cấm anh ấy, rồi là bạn có một cái thái độ rất là khó chịu và không muốn anh ấy đi. Thì các bạn cần biết rằng anh ấy cũng có một cái cuộc sống riêng của mình, chứ không phải là cuộc sống tất cả chỉ xoay quanh bạn thôi. Anh ấy có cuộc sống của riêng mình. Hãy để cho anh ấy tự do đi chơi cùng bạn bè. Và khi mà anh ấy chơi chán rồi, có thể mới đầu ấy bạn cho anh ấy đi, anh ấy thích quá, anh ấy thấy thoải mái quá khi không có bạn ở đó, nhưng đấy chỉ là cảm giác đầu thôi. Sau đó anh ấy sẽ nghĩ đến bạn, rời xa bạn anh ấy sẽ nghĩ đến bạn. Và khi đó anh ấy sẽ biết rằng mình đang thiếu một điều gì đó. Điều thứ năm, đó là bạn hãy là một cô gái độc lập. Khi mà bạn dựa dẫm vào đàn ông, khi cái gì bạn cũng hỏi ý kiến của đàn ông và bạn không đưa ra được bất kỳ một điều gì của riêng mình, thì chắc chắn rằng người đàn ông sẽ không có lý do để nhớ bạn. Khi các bạn có cuộc sống tự do của riêng mình, nhiều khi buồn, khi vui, không phải là khi nào bạn cũng nói với anh ấy được. Có những điều bạn có thể chia sẻ với anh ấy để anh ấy cảm thông, anh ấy thấu hiểu bạn. Nhưng cũng có thể là bạn hãy tự giữ lại điều gì đó cho riêng mình. Bạn độc lập về cuộc sống, độc lập về tiền bạc, nhất là tiền bạc ấy. Khi mà phụ nữ cảm thấy độc lập về tiền bạc ấy, thì chắc chắn rằng bạn sẽ có sức hút với người đàn ông và người đàn ông sẽ nghĩ đến bạn. Họ sẽ nghĩ đến bạn với những cái cảm giác tích cực, rằng cô ấy là một cái cô gái mà rất độc lập. Cô ấy có thể tự làm cho bản thân tốt hơn bằng những cái khoản tài chính của cô ấy. Nhưng mà khi mà một cô gái suốt ngày dựa dẫm vào đàn ông về tiền bạc ấy, thì người đàn ông cũng sẽ nhớ đến những người phụ nữ đó. Họ sẽ nghĩ đến người phụ nữ đó một cách tiêu cực, rằng cô ấy không có mình nhá, cô ấy chả làm được một điều gì cả. Điều thứ 6 là hãy làm một người vui vẻ. Thực sự thì không phải bạn cứ cố gắng để trở thành một người vui vẻ đâu. Thì ít nhất thì bạn hãy có những cái cảm giác tích cực. Hãy cho mình những cái động lực tích cực trong cuộc sống, chứ không phải là những cái ý suy nghĩ tiêu cực. Khi mà bạn gặp khó khăn, bạn đừng suy nghĩ đến những điều quá là tiêu cực, mà hãy suy nghĩ đến những cái điều tốt hơn.
bạn có thể làm được những điều tốt hơn và bạn sẽ vượt qua cái khó khăn đó. Chứ không phải là khi mà bạn luôn luôn cho người đàn ông một cái cảm giác tích cực trong cuộc sống, khi ở bên cạnh bạn thì họ sẽ nhìn thấy cuộc sống tích cực hơn, nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp hơn và nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống, thì chắc chắn họ sẽ nghĩ đến bạn. Chắc chắn bạn sẽ rất là quan trọng trong cuộc sống của họ, và chắc chắn rằng họ sẽ không thể rời xa. Không bao giờ họ thích rời xa một người luôn luôn mang cho họ cảm giác vui vẻ, cảm giác tích cực và luôn luôn thấy một cái ý nghĩa gì đó trong cuộc sống và cảm thấy cuộc sống thú vị hơn, thoải mái hơn, tốt đẹp hơn. Chắc chắn họ sẽ muốn ở gần bạn và chắc chắn họ sẽ không thể rời xa một người phụ nữ như thế. Điều cuối cùng đó chính là sự quan tâm của bạn với anh ấy. Trong tình yêu chắc chắn không thiếu được sự quan tâm. Không chỉ là người đàn ông ấy, người đàn ông luôn luôn phải đem cho bạn những cái sự quan tâm, những cái sự luông chiều. Chính người phụ nữ cũng phải đem những cái điều tốt đẹp, những điều tích cực cho người đàn ông. Sự quan tâm này có thể là mình đã chia sẻ một chút ở cái tuyệt chiêu đầu tiên rồi đấy. Đó là bạn quan tâm đến anh ấy như kiểu là bạn làm cho anh ấy phụ thuộc vào mình một chút, làm cho anh ấy những cái món ăn ngon, hoặc là có thể quan tâm đến không chỉ cuộc sống của anh ấy còn công việc của anh ấy và những cái lo lắng, mối bận tâm của anh ấy. Hoặc là đơn giản chỉ là một câu quan tâm của người mình yêu cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Và khi mà các bạn hiểu nhau, các bạn gần gũi nhau hơn, các bạn hiểu nhau, các bạn biết được những cái sở thích, sở ghét của nhau, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thấu hiểu nhau hơn, thì các bạn cũng dễ dàng quan tâm đến nhau hơn. Các bạn ơi, trên đây là những tuyệt chiêu khiến cho một chàng trai sẽ nhớ bạn và không thể rời xa bạn. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy like, hãy đăng ký và chia sẻ cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, bạn nhớ ai đó rất nhiều, đến nỗi chỉ muốn lôi họ ra khỏi giấc mơ và ôm chặt lấy họ. Tình yêu thường đi kèm với nỗi nhớ, đặc biệt khi cả hai xảy ra cãi vã, mâu thuẫn, thậm chí chia tay, thì nỗi nhớ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Khi bạn rất khó thể hiện tình cảm với người ấy, thì những dòng tát tút này sẽ giúp bạn thay lời muốn nói, gửi đến người ấy những tâm tình ẩn chứa từ sâu thẳm đáy lòng. Chắc chắn nửa kia của bạn sẽ thổn thức khi đọc những dòng tát tút chân thành này. 1. Khi bạn nhớ ai đó, hãy gọi cho người ấy. Khi bạn muốn gặp ai đó, hãy nói cho người ấy biết. Khi bạn muốn được hì hấu, hãy giải thích. Yêu ai đó, đừng giấu kín trong lòng. Khi nhớ ai đó, hãy thổ lộ. Bởi không ai biết ngày mai thế nào, không ai biết mọi thứ sẽ ra sao. Bạn đã luôn nói không, thì tại sao không mạo hiểm một lần để nhận lấy có? Vì chúng ta chỉ có một cuộc đời, đừng giữ nó đơn giản một cách ngốc nghếch. 2. Em là ánh sáng soi đường anh đi, không có em thì anh sẽ lạc lối và biến mất khỏi thế giới này. 3. Em với anh hãy ở bên nhau ngay bây giờ đi, em mau về đi, anh nhớ em yêu. 4. Kỳ lạ thật, con người ta chỉ nhận ra giá trị thực sự khi ai đó không có ở bên cạnh mình thôi, anh nhớ em. 5. Cuộc đời thật vô nghĩa khi thiếu em, mình hãy về bên nhau đi. 6. Đừng nhìn thấy em mỗi sáng là niềm hạnh phúc vô bờ của anh nhớ em. 7. Nếu cuộc đời anh là một trò chơi xếp hình, thì em sẽ là mảnh ghép cuối cùng khiến anh hoàn thiện. 8. Em giống như không khí vậy,
không khí vô hình. Nhưng không có không khí thì anh không thể sống nổi. Anh nhớ em. Với những dòng tattoo trên đây thì chắc chắn người yêu của bạn sẽ rất hạnh phúc khi được người yêu của mình nói ra những lời như thế này. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ.